trăn trở về việc software engineering có phù hợp với bản thân hay không. Thật ra nó cũng quay trở lại câu hỏi là trong vòng 5 năm tiếp theo á, mình có muốn làm cái công việc này tiếp hay không á, thì mình luôn Product Management cũng là một cái ngành mà nó tương đối là mới ở thị trường Việt Nam á, và Thành đã có kinh nghiệm 7 năm, khoảng thời gian rất là dài, thì không biết là cái gì đã truyền cảm hứng để Thành theo đuổi cái sự nghiệp này. thật ra khi mà mình làm software engineer thì mình cũng chưa biết đến Product Management. nghĩa là sau khi mà mình có những cái trăn trở về việc software engineering có phù hợp với bản thân hay không thì mình mới đi tìm career khác. Thì sau khi mà nói chuyện với lại sếp mình cũng là một người product manager ở Calon, với những cái tính cách và trải nghiệm mà ảnh làm chung với mình đó, thì ảnh cũng recommend mình là theo cái ngành product management này thử. Thì mình thử và mình cảm thấy muốn làm lâu dài. Thành có nói cái ý là Thành đã làm software engineer được khoảng 3 năm, rồi sau đó Thành chuyển qua làm product management. Thì không biết cái gì nó khiến cho Thành bắt đầu suy nghĩ lại về cái sự nghiệp software engineer của mình để mà cân nhắc một cái con đường khác. Đầu tiên là mình code cũng không phải tạ ha. Thì lúc đó mình cũng làm ở trong sản phẩm chính của Calon, rồi cũng dev được những cái feature mà nó khá là hoành tráng và nó mang lại giá trị cạnh tranh cho công ty. Cái lý do mà bắt đầu khiến cho mình suy nghĩ về việc có thể nó không phù hợp với mình đó là trong quá trình làm việc đó, thì mình thường đặt ra những cái câu hỏi tại sao rất là nhiều. Và mình cảm thấy rất là khó chịu nếu mà mình không biết được là tại sao làm cái feature này mà không phải là làm cái khác. Và tại sao với một cái feature này thì mình phải làm theo cách đó. Vấn đề ở đây là gì? Cái mà khách hàng thật sự họ cần là cái gì? Họ nói là họ cần feature này nhưng mà đôi khi nó không đúng. Khi mà trải qua những cái lần như vậy á, và mình cảm thấy là mặc dù mình cũng đưa ra question, nhưng mà bản chất cái vị trí software engineer nó không phải là vị trí mà nên concern quá nhiều về cái việc tại sao lại build một cái tính năng. Khi mà không biết được lý do tại sao như vậy thì mình cảm thấy rất là khó chịu, bức bối. Và cái cảm giác này nó cũng đeo bám bản thân trong nhiều tuần và tháng liền. Có một ngày mình ngồi xuống mình suy nghĩ là mình có muốn tiếp tục làm software engineer trong vòng 5 năm tiếp theo hay không? Một cái câu trả lời là không, nó vọng lên từ một cái nơi nó rất là sâu thẳm và nó vang lên rất là lớn. Đó là cái khoảnh khắc mà mình biết là ok, mình không biết tiếp theo là mình phải làm gì, nhưng mà hiện tại thì nó không phải là cái thứ mà mình muốn theo đuổi nữa. Theo như được biết là có nhiều bạn mặc dù cũng vừa mới tốt nghiệp thôi nhưng mà bạn cảm thấy là nuối tiếc nếu mà bỏ hết những cái gì đã học trong 3 4 năm đại học, hoặc là những cái mà bạn đã làm trong 3 năm vừa rồi của sự nghiệp, mặc dù nó cũng còn sớm nếu như mình nhìn cái chặng đường chục năm tiếp theo của bạn. Thì không biết là giây phút mà Thành đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp software engineer thì Thành có những cái đắn đo gì không, và cái gì khiến cho Thành rất là chắc chắn là cái này là cái mình sẵn sàng give up? Hối tiếc thì không, tại vì 3 năm đó mình làm rất là nhiều và tạo ra rất là nhiều cái giá trị. Tuy nhiên, thật ra nó cũng quay trở lại câu hỏi là trong vòng 5 năm tiếp theo á, mình có muốn làm cái công việc này tiếp hay không á, thì mình luôn có một cái tôn chỉ là mình không làm những thứ mà khiến cho mình sẽ phải hối hận. Cho nên khi mà cân đo đong đếm giữa 5 năm tiếp theo và 3 năm trước đây á, cho dù trước đó mình có làm 10 năm đi nữa thì mình sẽ vẫn đặt nhiều hơn cái trọng số trong tương lai hơn là những cái mình đã làm trong quá khứ. Nếu mà mình nghĩ cái tương lai đó nó sẽ tốt hơn cho mình, cho nên nuối tiếc thì chắc là không. Đắn đo đặt ra là nhiều, tại vì thật ra lúc đó mình cũng chỉ biết là ok, mình không muốn làm cái này nữa, thì cái tiếp theo mình muốn làm là cái gì. Và lúc đó mình cũng chưa biết product management là cái gì cả, cho nên là nó là một khoảng thời gian mà mình đã phải thử nhiều cái vai trò khác nhau. Song song với việc làm software engineer thì mình có hỏi xin anh sếp của mình làm product manager ở Calon lúc đó là em có nhận thêm một số cái task ở những cái role khác mà nó có thể nó không liên quan đến software engineer được không, thì anh ok. Một trong những cái mình làm là kiểu data analyst nè, rồi mình có đi support customer, mình cũng có đi, tại vì mình biết khá là nhiều về các sản phẩm của công ty, cho nên là mình cũng đi làm product trainer để mà dạy cho khách hàng cách sử dụng sản phẩm của công ty. Làm khá là nhiều cái vị trí thì mình lúc đó chưa có biết được là cái gì nó sẽ là cái chân ái. Khi mà mình làm thêm một số cái task liên quan tới lại product management cũng là để giúp đỡ người anh làm PM của mình lúc đó, thì mình cảm thấy là ô, thật ra cái này nó mang lại cho mình nhiều cái năng lượng và nó thỏa mãn được đam mê của mình là biết được cái tại sao đằng sau, và sâu hơn nữa là biết được cái tại sao như vậy nó giúp cho mình kiểm chứng được là cái mình làm ra nó có thật sự giúp đỡ cho công việc của ai không. Thì tại vì nếu mà không biết tại sao á, thì có khả năng á, là cái mình làm ra nó không giúp cho ai cả. Đó là một cái mà mình nhận ra về bản thân mình và công việc về product management nó thỏa mãn được. Nhưng thấy có hai ý khá là hay. Ý thứ nhất tức là khi mà Thành nhìn lại cái chặng đường 3 năm software engineer so với cái chặng đường 5 năm hoặc là 10 năm tiếp theo trong sự nghiệp,
Thành đã khá là dứt khoát trong cái việc là quyết định tương lai mình sẽ như thế nào. Thì Dương có biết có một khái niệm gọi là sunk cost fallacy, khi mà người ta tiếc trên cái mà người ta đã bỏ ra và cái người ta mất, nhưng mà người ta chưa thấy cái sự quan trọng của cái mà người ta có thể potentially đánh mất trong tương lai. Cái ý khác như thấy cũng rất là hay, đó là bản thân Thành trong cái quá trình chuyển tiếp từ software engineer qua product management thì thật ra Thành cũng không hề có một cái plan. Thành chỉ biết là mình không muốn tiếp tục làm software engineer, và Thành đã thử khá là nhiều những cái công việc liên quan tới cái phạm trù đó trong ngành tech, ví dụ như là data analyst, hoặc thậm chí là đi training cho khách hàng, đi support khách hàng, rồi làm product management. Và rồi sau đó thì Thành nhận ra là Thành cảm thấy là có nhiều năng lượng khi mà Thành làm công việc product management. Đó là cái giây phút mà Thành biết là cái này chắc là cái mà mình sẽ muốn thử và muốn làm tiếp theo. Thì nãy giờ trong cái quá trình mà nghe Thành chia sẻ thì Dương thấy là có vẻ như Thành đưa ra được những cái quyết định mà nó tương đối quyết đoán. Mình không biết tiếp theo là mình phải làm gì, nhưng mà hiện tại thì nó không phải là cái thứ mà mình muốn theo đuổi nữa. Thì mình có nói chuyện với sếp mình là nếu mà anh muốn em giải quyết cái vấn đề này, anh phải cho em cái authority để em lead project kia. Và Dương thấy hầu như mọi người có thể sẽ không chắc để mà quyết đoán được như vậy. Thì không biết là cái cách Thành tư duy hoặc tiếp cận vấn đề như thế nào để mà Thành có được cái sự tự tin và quyết định một cách mạnh mẽ như vậy. Thì thật ra mình không phải lúc nào cũng là con người như vậy. Đi vào khoảng thời gian lúc mà mình bắt đầu công việc ở Calon làm software engineer, lúc đó thật ra mình là một người dễ bị dụ, tại vì cũng chưa có kinh nghiệm đi làm. Khi mà chưa có kinh nghiệm thì rất khó để mà có chính kiến. Và nếu mà không có chính kiến thì sẽ không có một cái lý do gì để mà thúc đẩy mình đưa ra những cái quyết định khó khăn. Cho nên nếu mà nói về cái yếu tố gì mà khiến cho mình có thể đưa ra những cái quyết định mà người ngoài nhìn vô sẽ nghĩ là quyết đoán như vậy, thì mình nghĩ là dần dần qua thời gian mình đã xây dựng được cái chính kiến và việc là mọi thứ nó nên như thế nào, có thể gọi nó như là một philosophy, một cái triết lý làm sản phẩm của mình, đại loại như vậy. Để build được một cái chính kiến như vậy thì mình cũng đã phải tự học và mình cố gắng rèn luyện bản thân cũng khá là nhiều. Ở đây thì cũng không có gọi là cái lời khuyên gì mà nó quá là insightful, nhưng mà mình chỉ muốn highlight cái việc nếu mà các bạn muốn có cái quyền tự chủ và có cái động lực để đưa ra những cái quyết định khó khăn trong cuộc sống thì mình phải có chính kiến, và chính kiến thì nó xuất phát từ cái việc rèn luyện bản thân đến một cái điểm mà mình có thể mình tự tin để đưa ra cái quyết định trong cái lĩnh vực của mình.